chúng ta đã chiếu sáng lời chân thật này. Nhờ Đức Kitô đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô đã chết và đã sống lại thì Thiên Chúa cũng sẽ đem mọi người mời người. Mọi người phải chết nơi Adam. Sống lại nơi Đức Kitô như vậy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cha ở cùng cha. Kính thưa quý cha, quý cố, quý cụ, quý ông bà, toàn thể anh chị em. Chúng ta biết rằng cây có cội, suối có nguồn, con người có tổ có tông, có bà có ông. Giáo hội cho chúng ta cả tháng 11 hàng năm để kính nhớ đến các bậc ông bà, tổ tiên, cha mẹ, thân nhân, những người thân yêu nghĩa thiết của chúng ta đã qua đời. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp và ý nghĩa cần thiết cho các linh hồn. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau dâng thánh lễ, cầu nguyện, xin Chúa thanh tẩy để các linh hồn, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân của chúng ta đang nằm nghỉ nơi đây được sớm hưởng nhan Thiên Chúa. Và các đấng nào đã được về hưởng nhan Thiên Chúa thì lại cầu bầu cho chúng ta nữa. Đó là mầu nhiệm các thánh thùng cùng thông công mà những ngày qua chúng ta sống, cái mầu nhiệm đó thật là rõ nét. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh hồn, các cha, các coi sóc, giáo xứ chúng ta đang nằm nghỉ nơi đây, các thầy, những người nhà Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đầm trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dâng hy lễ tạ tội.
ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này, vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lạc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ân lành Chúa ban trong thái tử cha trong cõi nhân sinh. Nguồn ánh sáng, muôn ơn cứu độ nơi Ngài. Nào con lo ngại chi ai, là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì. Nào con còn hãy lo gì? Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lạc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ơn lành Chúa ban thương thái dư cha trong cõi nhân sinh. Trọn cuộc sống thân con Chúa trong nhà Ngài là nơi con hằng mơ ước, hầu đường luôn cùng chiêm thánh nhân diệu và xem điện thánh huy hoàng. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lạc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ân lạc Chúa ban trong thái dư cha trong cõi nhân sinh. Thiên Chúa, xin nghe tiếng con van này và xin thương tình chống đoái, và lạy Chúa, con luôn kính nhân của Ngài, nguyện xin đừng tránh xa hoài. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lạc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ân lành Chúa ban muôn mãi dư tràn trong cõi nhân sinh. Lạy Thiên Chúa, con luôn vững tin nơi Ngài, rộng bát muôn vàn ân thánh, lòng cậy trông an tâm sống vui con trường và tin vào Chúa an bài. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lạc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ơn lành Chúa ban vượt mãi dư tràn trong cõi nhân sinh. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan,
tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây, ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa kính tôi lời Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, sau lễ các thánh là lễ các đặng linh hồn, hay là cầu cho các tín hữu đã qua đời. Truyền thống này đã có rất lâu đời trong giáo hội của chúng ta. Thế nhưng hàng năm giáo hội vẫn cho chúng ta mừng lễ kính nhớ các tín hữu đã qua đời để làm gì? Thưa, trước hết là để nhấn mạnh vào mầu nhiệm các thánh thông công trong Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu mọi tín hữu, là chi thể. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mai ngày vẫn thế, thì mọi tín hữu chúng ta hôm nay, hôm qua, hôm nay và mai ngày vẫn thế, bởi vì linh hồn chúng ta thì bất tử.
Do đó, giáo hội cho chúng ta mừng lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là để mời gọi mỗi người chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công một cách sâu xa nhất. Bởi vì giáo hội của Chúa Kitô không chỉ là những người đang sống trong thế giới này, mà còn bao gồm tất cả những anh chị em tín hữu đã ra đi trước chúng ta. Thế nên những người tín hữu chúng ta đang sống thì gọi là giáo hội lữ hành. Còn những anh chị em tín hữu đã ra đi trước chúng ta mà bây giờ các ngài được hưởng trọn vẹn hạnh phúc với Chúa Ba Ngôi trên nước trời thì chúng ta gọi là giáo hội khải hoàn và chiến thắng. Còn những anh chị em tín hữu đã ra đi trước chúng ta mà còn đang chịu thanh luyện gọi là giáo hội đau khổ. Thế nên tất cả mọi tín hữu đều ở trong thân mình Chúa Kitô, mà Chúa Kitô là đầu, cho nên mọi người luôn luôn liên đới với nhau, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Do đó, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là nói lên cái mầu nhiệm hiệp thông, để rồi qua đó các tín hữu đã qua đời đang còn phải trong luyện tội, các ngài hết cơ hội để làm lập công. Thế nên chúng ta là những người tín hữu, những người thân nhân ân nhân của các ngài, và chúng ta đang sống để qua đó chúng ta làm những công việc phúc đức như là dâng lễ, ăn chay hám mình, làm việc bác ái để mưu ích cho mình và cho các tín hữu đã qua đời. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, như vậy trong mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta không chỉ tin vào Chúa Kitô là đấng hằng sống, mà chúng ta còn tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Thế nên nếu các tín hữu đã qua đời mà chưa thành thánh thì các ngài ở trong luyện tội là thời gian thanh luyện để chờ đợi đến ngày các ngài sẽ được nhập đoàn với các thánh trong Chúa Ba Ngôi. Như vậy, luyện tội là nơi các linh hồn chỉ tạm thời bị giam hãm trong một thời gian, rồi sau đó sẽ trở về với Chúa. Bởi vậy, khi con người còn sống ở trên trần gian này là thời gian lập công đời này để đền tội đời sau bằng việc tuyên xưng đức tin, sống giáo huấn của Đức Kitô, đồng thời cũng được mời gọi hãy yêu thương bác ái với tha nhân. Thế nên cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là một việc làm hết sức quan trọng, không chỉ cho chúng ta mà còn cho các tín hữu đã qua đời là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu với chúng ta, để rồi chúng ta lập công lĩnh các ơn xá để chỉ cho các ngài. Vì các tín hữu đã qua đời nếu còn vướng mắc thì còn ở trong luyện tội để các ngài được Chúa giảm bớt thời gian thanh luyện cho các ngài. Vì thế mà giáo hội rành riêng 8 ngày viếng nghĩa trang, viếng hài cốt để mỗi người được lĩnh ơn xá là vậy. Ngoài ra, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là cũng là mời gọi mỗi người chúng ta sống đạo hiếu, làm con cháu chắt của các ngài và chu toàn giáo huấn mà Chúa đã dạy trong 10 điều răn, đó là thảo kính cha mẹ. Thế nên chúng ta thường nói với nhau là cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Cội nguồn và tổ tông của chúng ta trước hết và đầu hết chính là Thiên Chúa, là đấng sáng tạo mọi loài mọi vật. Chúng ta có được sự sống là nhờ nơi Chúa. Chúng ta hiện hữu ở đời này là do tình yêu bố mẹ, do ông bà tổ tiên truyền lại. Thế nên chúng ta phải biết ơn các ngài. Kính nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời chính là để biểu hiện tình yêu. Đã nhận rồi thì phải cho đi. Chúng ta nhận được tất cả những sự tốt đẹp ở nơi các ngài, nào là thân xác,
nào là gia tài vật chất, nào là tinh thần nữa, nhất là đức tin, thì đến lượt chúng ta cũng phải loan báo và truyền giao lại, tức là cho đi những gì mà chúng ta đã đón nhận. Thực tế chúng ta đã nhận bao nhiêu tốt đẹp ở các ngài, nhưng đôi lúc chúng ta quên, coi đó là lẽ tự nhiên, coi đó là lẽ mà đáng hưởng. Thế nên chúng ta hãy nhớ đến các ngài, để rồi qua đó chúng ta luôn luôn biết ơn các ngài. Biết ơn các ngài là tri ân quá khứ. Quá khứ dù chúng ta có biết hay không, thì chúng ta hiện diện nơi đây là chúng ta tin có quá khứ. Cho dù chúng ta không biết tổ tiên ông bà mình mặt mũi ra sao, nhưng với sự hiện diện của chúng ta thì chúng ta tin là có các ngài rồi mới có chúng ta. Thế nên cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, nó vừa là chu toàn luật Chúa, thảo kính cha mẹ, vừa là nói lên đạo hiếu của những người con cháu đối với các ngài. Hơn lúc nào hết, giờ đây mỗi người chúng ta đang hiện diện trước ngôi mộ những người thân yêu của chúng ta. Chắc chắn có những người mà chúng ta biết mặt, có những người mà chúng ta không biết mặt, thì ít hay nhiều, mỗi người đều có những cái ký ức với các ngài đã ra đi. Tuy nhiên trong đó có những ký ức tốt đẹp thì đáng nhớ, có những cái ký ức hoặc kỷ niệm chưa hoàn hảo thì cũng bỏ qua. Nhất là nếu chúng ta xúc phạm đến các ngài, thì đây là cơ hội để chúng ta tâm sự, cầu nguyện, xin lỗi các ngài, xin Chúa rộng lòng thương xót. Bởi vì quá khứ đã qua đi rồi thì chúng ta không sửa lại được nữa, mà để cho lòng thương xót của Chúa yêu thương sửa dạy và tha thứ. Để rồi chúng ta không chỉ sống với hồi ức hoặc cả quá khứ bất toàn, mà chúng ta có mối tương quan hiện tại được tốt hơn. Mối tương quan hiện tại, trong mối tương quan với Chúa, với tha nhân, chúng ta phải làm gì để rồi cái ngày nhắm mắt xuôi tay chúng ta không còn hối tiếc. Rồi như thế là chúng ta đang lo hướng về tương lai. Tương lai thì phó thác cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa, để Chúa dẫn dắt, chở che, nâng đỡ và giúp cho chúng ta đạt tới đích cuối cùng, đó là hạnh phúc nước trời. Con người chỉ được hạnh phúc trọn vẹn khi mà ở bên Chúa, ở bên những người thân yêu của mình đang hưởng hạnh phúc. Và chắc chắn điều đó cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biến đổi đời sống đức tin của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta tin hơn, vững tin mạnh hơn. Rồi cũng làm cho các mối tương quan của chúng ta tốt rồi thì lại tốt hơn, và chưa tốt thì được trở thành tốt. Nhờ đó để chúng ta luôn luôn sống an vui, hạnh phúc, không chỉ đời này và đời sau nữa. Đó là điều đẹp ý Chúa, đó là việc lành mà giúp cho các tín hữu qua đời cũng được hưởng ơn cứu độ và ân xá mà chúng ta lập công. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong kẻ chết và cho thân xác yếu hèn chúng ta được sống lại. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy tha thiết cầu xin. Xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin, để họ biết trông đợi ngày kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa.
Xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng lòng Chúa thương xót và sống bên Ngài luôn mãi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa lau sạch nước mắt những người đã qua đời trong giáo xứ chúng con, như chính con Chúa đã an ủi tăng quyến Na-gia-dô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, để mai sau chúng con được về hưởng vinh quang nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi hai cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các tín hữu đã qua đời, đặc biệt các tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu của thân loàng hoàng nguyên chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ, xin chớ để chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa là ta nghiệp đời con, ta nghiệp đời con, bao toàn thân con, xin Ngài bao toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con, vì ngoài Ngài ra con, xin cầu hạnh phúc được hoàn vui. Chúa là ta nghiệp đời con chúa cùng Chúa suốt đời, Ngài thương thân đường chỉ đôi. Giữa lúc Thiên Chúa con thương nhớ Ngài, Ngài ở bên con sợ chi. Chúa là ta nghiệp đời con, ta nghiệp đời con, xin Ngài bao toàn thân con, Chúa là ta nghiệp đời.
Con ơi hãy lo phục sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp người. Nếu còn nhớ chuông ngân sầu tiễn biệt mãi tiệt đời điểm trăng bay vành khăn. Một phần kia có chưa đan kín hết, đã vắng lạnh không một bóng người thăm. Thì con ơi hãy lo phục sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp. Nếu còn nhớ tình cùng phúc lòng sẽ nhập nhòa tựa chút khói nhẹ bay mà hành trang để vốn qua bình biên có những gì mong được trong bàn tay thì con ơi ai lo cuộc sống lẽ thật mà tìm ra chân tình của kiếp người. Nếu còn nhớ trăm năm còn có gì nghĩa địa buồn neo tiêm trùng ca trời về khuya cuộc vui nghi hoãn nỡ tôi tiếc hoài danh vọng cũng vừa xa. Con ơi hãy lo cuộc sống lẽ thật mà tìm ra chân lý của kiếp người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời nhờ bí tích thanh tẩy. Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Sau lễ chúng ta sẽ đọc một kinh lạy Cha, một kinh tin kính và hát một bài cầu cho các linh hồn để viếng vườn thánh chung với nhau. Lễ xong chúng anh chị em đi bình an. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha ta sang luôn Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và trên cây thánh ra chết và tăng xa xuống ngục
tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tiếng bao linh hồn đang lên tiếng dâng ư chào, tiếng con nghẹn ngào vươn dâng lên trái tim tình thuyền. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, còn bao đứa con ngày đêm bước mong cứu mang các linh hồn, xin vào yêu thương phúc quỳnh thiên đường. Tiếng bao linh hồn đang kêu khóc, mẹ ơi mẹ, tiếng con kêu cầu hồn dâng lên trái tim.
bụi đất nay con trở về về bụi cho lạy Chúa. Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Chúa mà thôi, Chúa là suối nguồn tình yêu. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Chúa thương con nên Ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Thank you.